chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại bây giờ thì là đang có rất nhiều gặp những cái vấn đề về đau nhức xương khớp này, đau thoái hóa cột sống lưng, sống cổ, đau bị viêm khớp, rồi là đau do gút chẳng hạn này, và các bệnh về dạ dày, ví dụ viêm loét dạ dày, bờ cong nhỏ, rồi là đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua. Đấy, ợ hơi, ợ chua mà chữa nhiều nơi nó không khỏi rồi ấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người đây cái bài thuốc này của đồng bào dân tộc của chúng em ở trên vùng Tây Bắc. Cái thuốc này là nghiền 100% từ lá cây thảo dược tự nhiên ở trên rừng, và bên này là cũng như vậy. Bên này đây là thuốc xương khớp nha mọi người nhé. Cái này thì là mình chỉ việc hòa với cả nước sôi xong là mình có thể uống trực tiếp luôn, không phải đun sắc gì cả. Đấy, nó rất là tiện dụng. Đấy, mà em cam kết luôn với mọi người là hiệu quả 100% đối với người sử dụng nha mọi người nhé. Nếu mà những ai mà gặp những cái vấn đề về xương khớp và đau dạ dày ý, mọi thứ thì là mình chưa sử dụng ở nhiều nơi mà nó chưa có hiệu quả thì là cứ alo cho em theo số điện thoại ở bên dưới. Thì cảm ơn mọi người đã xem clip nhé.